Để cho chính xác, hãy nói tên thật và nghề nghiệp của anh. Tôi là Hidden Naruto, CEO của Hidden Intelligence, hay còn được biết tới là Kamen Rider 01. Thứ này chẳng phải là phí thời gian hay sao? Hai người đã biết hết mọi thứ về tôi rồi cơ mà. Những trận chiến của anh chống lại Metsubo Jinrai.net đã gây ra thiệt hại lớn đối với tài sản công và tư đấy. Đây chỉ là điều tra trên danh nghĩa thôi. Chúng tôi sẽ ghi âm lại cho trường hợp anh dính vào một vụ kiện dân sự nào đó chẳng hạn. Jaiba tiếp lời. Izu lên tiếng phản bác. Đính chính, anh nên nói là những trận chiến của chúng ta với tư cách là đặc vụ của AIMS, người giám sát và cảnh sát của Human Gear trong xã hội của chúng ta, người có quyền truy cập vào Kamen Rider Pro Raisuki, kích hoạt các khả năng siêu phàm của Rider, và hai người đã giúp đỡ ngài Aruto chiến đấu với những Human Gear lỗi để giảm thiểu thiệt hại với danh xưng là Vulcan và Valkyrie. Sẽ khá là ngặt nghèo và tắc trách nếu AIMS đủ để toàn bộ trách nhiệm cho ngài Aruto về bất kỳ thiệt hại nào trong lúc bảo vệ người dân khỏi Magia. Trong trường hợp này thì tội trạng là ngang nhau. Chúng tôi là những đặc vụ hợp pháp, còn anh thì không là gì ngoài một thằng hề vô danh và tình cờ có trong tay quyền điều hành công ty của ông nội và chỉ là một đại diện cho Zero One Driver. Vô danh? Tôi chuẩn bị đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp thì bị Magia làm gián đoạn buổi diễn của mình trong công viên đấy chứ. Tôi không bao giờ nói một câu đùa nào lớn nhỉ. Sau đó, Aruto đổ một câu khá nhạt, nhưng có lẽ chỉ cần Phu Hoa cười là đủ. Aruto và Izu rời khỏi trụ sở của em. Ngài có vẻ không vui, hài hước luôn là một vấn đề chủ quan và... Không Izu, không phải như vậy. Tôi cảm thấy tệ là vì vấn đề thiệt hại của thành phố. Mục đích của tôi là bảo vệ mọi người, chứ không phải là khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn. Chủ tịch Aruto, ngài đã phát triển một cách bất ngờ dưới vai trò là một Kamen Rider, đặc biệt là kể từ khi ngài kích hoạt Rising Hopper Pro Raisuki và học được cách sử dụng ki sau khi chúng chiếu xuống từ vệ tinh Zia. Nhưng Izu này, sẽ thế nào nếu Jaiba và Fuwa đã đúng? Sẽ ra sao nếu những trận chiến của chúng ta với các Human Gear xấu xa kia sẽ gây thêm vấn đề cho họ? Công ty của ông ngài, nơi ngài đang điều hành, tạo nên tất cả các Human Gear trên thế giới. Chẳng phải họ, chúng tôi, là tài sản của nhân loại hay sao? Đương nhiên, nhưng không một ai quên đi cái thảm họa đầy Breakdown. Tôi không thể không cảm thấy một thứ gì đó được. Izu, tiếng ồn đó là gì vậy? Tôi chắc chắn nó bắt nguồn từ một vụ nổ trong công viên. Có một Rider ở trong ngọn lửa đó. Ngài Aruto, tôi có lời khuyên rằng ngài nên thận trọng. Máy quét của tôi không thể xác nhận danh tính của Rider đó. Đừng lo về tôi sẽ hiện thân thành Zero One và... Câu nói còn chưa dứt thì tên Rider bí ẩn bắt đầu cất tiếng nói. Từ hắn tỏa ra một luồng năng lượng nguy hiểm để lùi Aruto và Izu. Cuối cùng đã đến lúc xóa sổ Kamen Rider khoảng trái đất. Aruto và Izu bị đẩy văng ra xa. Người là ai? Người có bộ giáp đó ở đâu? Đứng lên Rider và đối diện với định mệnh của ngươi đi. Aruto nhanh chóng chuyển hóa thành Zero One. Ngươi là một Rider khác ư? Ngươi là ai? Trả lời ta ngay. Để làm gì? Ngươi sẽ làm đau ta với miếng hải nhạt nhẽo của mình ư? Ngươi là Magia, một Human Gear bị hack bởi Metsubo Jinrai. Ngươi cũng vô dụng y như những kẻ khác. Đòn tấn công của Aruto hoàn toàn vô dụng trước tên Rider bí ẩn. Trên tay hắn xuất hiện Pro Raisuki, có lẽ là Flaming Tiger. Và giờ là giai đoạn cuối cùng cho sự bắt đầu của Armageddon. Hai người xưa còn gọi nó với cái tên là Ragnarok. Ragnarok gì cơ? Nó là một cái tên bắt nguồn từ thần thoại Bắc Âu, là câu chuyện về sự chấm dứt của thế giới. Ôi dối, tôi không thể quét được bên dưới lớp áo giáp của hắn. Như thể là cơ thể hắn ở dạng Permanent Flag vậy. Tôi không khuyến khích việc sử dụng các đòn tấn công đơn thuần. Hắn đã chứng minh là nó không hiệu quả. Dù ngươi là ai, nó sẽ không để ngươi đe dọa tới thành phố này, hay là bọn ta. Cho phép ta dạy ngươi một bài học về cách chiến đấu. Cái? Tư duy, lên kế hoạch và đánh giá, đó là những chìa khóa để giành chiến thắng. Ngươi chỉ là một đứa nhóc, một kẻ nghiệp dư và một thứ dễ dàng bị nhặt nát như một con sâu bướm. Thật đáng tiếc, ta đã nghĩ bản thân sẽ đối đầu với những kẻ xứng tầm chết dưới tay ta. Ngươi chẳng biết một tí gì về khả năng mà ngươi đang nắm giữ cả. Vĩnh biệt tên yếu đuối. Ta hy vọng những tên Rider khác sẽ mạnh mẽ hơn. Izu, cô có đề xuất gì không? Tôi có một số đây. Izu ném cho Aruto Fighting Shark Pro Raisuki, một Pro Raisuki phù hợp để chiến đấu dưới nước và như mọi người thấy, chẳng có tí nước là quanh trận chiến cả. Giờ thì để xem người cứng đến đâu nào. Cuối cùng một thử thách thực sự. Để xem người thích lưỡi dao của ta như thế nào. Với Biting Shark,
Zero One đã gây ra được thương tích lên Ragnarok. Thế nhưng, lùi lại hoặc ta sẽ cắt gơi rồi bỏ vào hộp bento đấy. Một tên ngốc kiểu càng, ngươi sẽ cần phải làm tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với điều đó. Ragnarok hoàn toàn hồi phục sau đòn tấn công của Zero One. Hãy thử làm lạnh hắn đi. Người dễ mở hơn cả một hộp cá mòi đấy. Zero One đã dễ dàng đóng băng và nhốt được Ragnarok. Phew, tên này khó nhằn đấy. Bí ẩn thật, tôi vẫn đang cố gắng phân tích khả năng của hắn. Có vẻ như giáp của hắn là tập hợp của rất nhiều các Cluster Cell. Cluster Cell là một tên gọi của những con châu chấu nhỏ của Cluster Hopper. Ở trong trường hợp này thì mình cũng không chắc. Cluster Cells, chẳng phải chúng là những cỗ máy tí hon hay sao? Chính xác. Thưa chủ tịch Aruto, Hidden Intelligence là một trong những nhà sản xuất đi đầu trong lĩnh vực thiết bị hiển vi và phân tử, được sử dụng trong lĩnh vực y tế và cơ sở hạ tầng dân dụng. Và trong trường hợp này, ai đó đã tìm cách để vũ khí hóa sản phẩm của chúng ta ư? Tôi đã nói với ngài rằng Hidden là một trong những nhà sản xuất của công nghệ Cluster Cell. Tôi không chắc tên Ragnarok này có được Rider Gear hay Cluster Armor ở đâu và bằng cách nào. Nếu có kẻ nào sử dụng công nghệ hữu ích đó với ý đồ xấu, thì chúng ta cần phải tìm ra và ngăn chúng lại. Ít ra thì chúng ta đã giữ cho trận chiến trong một khu vực có ít thiệt hại hơn trước rồi. Cuộc nói chuyện với em là ngày phiền lòng nhỉ? Nó là một câu hỏi hay là một câu khẳng định vậy? Cứ trả lời nếu ngài muốn. Có quá nhiều chuyện ập tới cùng một lúc. Ngày nọ thì tôi chỉ là một diễn viên hài. Ngày tiếp theo thì tôi lại trở thành chủ tịch của một siêu tập đoàn. Tôi cảm thấy thỉnh thoảng tôi chẳng kiểm soát được cuộc đời của mình nữa. Tôi có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhân viên để phải quan tâm. Và sau đó là giữ cho mọi người được an toàn. Nhiều người nói đó là vai trò của người hùng đấy. Tôi á, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy như mình đang là vật cản vậy. Nếu Phu Hoa đúng thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp phải thứ mà tôi không xứng đáng? Ông của ngài, chủ tịch Korenosuke, là một người xuất sắc và sáng suốt. Có lẽ ngài ấy đã thấy được điều gì đó ở bên trong Naruto mà chính ngài cũng chưa phát hiện ra. Hãy xem xét việc này. Chỉ có một số ít người sống sót sau đây và Breakdown. Tôi không tin vào thứ gọi là số phận, nhưng tôi cho rằng sự sống sót của ngài đã bất chấp cả xác suất. Và với điều đó, ngài đã được trao theo cách nó của con người một cơ hội thứ hai. Cảm ơn cô. Tôi chưa bao giờ nhìn sự việc theo hướng đó trước đây. Trong khi Izu và Aruto còn đang bàn bạc với nhau về cách giải quyết Ragnarok, thì đột nhiên trong khối băng, hắn thoát ra và bắt đầu phản công. Ta vẫn không cảm thấy ấn tượng với Zero One. Từ cơ thể của Ragnarok xuất hiện những sụ tù và tóm lấy Zero One. Sửa chữa sai lầm. Ragnarok bắt đầu xâm nhập vào Zero One Driver. Thật hiếm đấy khi mà một kẻ khờ khạo không xứng lại được ban cho sức mạnh của một Kamen Rider. Giờ thì hãy chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự từ Poraiski của ngươi đi. Ragnarok dường như đã hấp thụ các Poraiski vào trong cơ thể và hắn bắt đầu biến đổi. Ở trên cao, Horobi quan sát toàn bộ sự việc. Thú vị đấy, sức mạnh của hắn tăng lên vượt quá giới hạn. Ta tự hỏi liệu hệ thống có cho phép Ragnarok bất chấp những lập trình cơ bản của hắn hay không. Ngừng tấn công ngay lập tức. Unit đã đạt đến khả năng tấn công gây tử vong. Nhắc lại, ngừng tấn công ngay lập tức. Chủ động ghi đè sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1. Bắt đầu ghi đè khẩn cấp. Không, tôi không thể điều khiển ta. Izu, tôi mừng là cô vẫn ổn. Hắn đang làm gì vậy? Tại sao hắn lại không tấn công? Tôi phát hiện ra một tín hiệu mạnh mẽ, không thể truy ra được nguồn gốc, nhưng nó dường như đang cản trở năng lượng trong hắn. Ghi đè, thất bại. Ta không làm con rối cho bất cứ ai cả. Chúng ta cần phải tăng khả năng tấn công cho bộ giáp của ngài. Izu ném cho Aruto Flying Falcon Poraiski. Và đây là Poraiski, giúp cho Zero One có khả năng bay lượn. Nhưng không biết là do sai sót từ bên họa sĩ hay như thế nào mà Aruto đã nói một câu rất là hồn nhiên. Có lẽ giờ là lúc lấy lửa chọi lửa rồi. Mặc dù như mọi người thấy rằng Flying Falcon có ability là Wing, khác với Flaming Tiger là Fire. Có lẽ là họ đã sử dụng nhầm hình Poraiski. Bỏ qua chuyện này, Ragnarok đã nhanh tay hoặc nhanh xúc tu cướp mất Poraiski. Không những thế, cơ thể hắn đã hoàn toàn khác so với lúc trước. Hắn giờ đây có thể đã mạnh hơn, nhưng là màu thì chắc chắn đã hơn khi khoác thêm cái ga chạy giường. Theo lời giải thích từ Izu, Ragnarok đã hack vào vệ tinh Zia và kiểm soát việc truyền tải Poraiski. Giờ thì kết thúc việc này thôi. Ragnarok dễ dàng đẩy lùi và khiến Zero One bị hủy biến hình. Có lẽ đây là ý chí của Ark. Nói lời từ biệt với chủ tịch Aruto đi. Đây là sự thoái trào của các Rider và là sự thối dậy của Ragnarok.